Xin chào, Minh Ngọc đây. Nếu như mọi người theo dõi Instagram hay là TikTok của mình thì chắc là mọi người cũng biết cái thông tin là mình đã bị Covid-19. Cho đến ngày hôm nay thì đã là ngày thứ tư mình phát hiện ra là mình đã dương tính rồi. Cập nhật nhanh một chút về tình hình sức khỏe của mình thì hiện tại thì mình chỉ cảm thấy đau họng cũng như là hơi mệt một chút thôi. Thế nhưng mà mình vẫn có đủ sức khỏe để quay video cho mọi người xem. Thì thực sự đã rất là lâu rồi mình chưa có một cái video nào về son trên channel của mình cả. Và sắp tới thì con gái chúng mình có một cái dịp lễ đặc biệt, đó chính là ngày 8 tháng 3. Thế nên là mình nghĩ video này sẽ rất là kịp lúc cho bạn trai nào đang cần tham khảo màu son để tặng cho bạn gái hay là mẹ mình hay là chị gái mình vào cái dịp này. Khi mà mình nghĩ tới thỏi son con gái nên có thì trong đầu mình nghĩ ngay đến son đỏ. Không biết mọi người giống như mình không? Cái xu hướng bây giờ thì mọi người hay thích chọn những cái tông đỏ nâu và đỏ có pha đất nhiều hơn. Thế nhưng mà đối với mình thì một cái tông đỏ true red nó vẫn có một cái vị trí rất rất là đặc biệt trong lòng của mình. Mỗi khi mà nhắc đến son đỏ thì trong đầu mình luôn luôn tưởng tượng ra một cô gái rất là mạnh mẽ, cá tính và có một chút sexy nữa. Thì cái thỏi son đỏ mà mình recommend cho mọi người trong ngày hôm nay đó chính là thỏi son của Fenty Beauty màu Uncensored. Cái thỏi son này mình đã mua một thời gian rồi và lúc mà mình mới mua ấy thì mình không thực sự đánh nó nhiều lắm. Cho tới mấy ngày hôm nay lúc mà mình cách ly ở nhà và mình kiểu để ý đến cái tủ đồ make up của mình nhiều hơn thì mình có lôi em này ra đánh lại và mình kiểu yêu lại từ đầu ấy. Thật sự là phải dành lời khen cho Rihanna bởi vì đã tạo ra một cái thỏi son tốt gỗ và tốt cả nước sơn như thế này. Cái màu đỏ này thì nó không phải là một cái màu đỏ pha nâu như hiện tại mọi người hay thích, nó là một cái màu đỏ lạnh. Đối với mình thì mình sẽ cảm thấy là cái màu son này nó đẹp nhất với kiểu đánh phun môi và đánh nhiều lớp một chút. Thì khi mọi người đánh phun môi thì cái sắc đỏ nó sẽ đậm hơn và nhìn nó sẽ rất là sexy. Trời ơi, một lần nữa, cái màu đỏ này nó thực sự rất là đẹp. Cá nhân mình thì mình sẽ không thích đánh ít lớp với thỏi son này lắm bởi vì trông nó hơi hồng quá ấy. Về độ bám của em này thì mình thấy là bám trung bình tầm 6 đến 8 tiếng, độ bám khá là tốt. Tiếp theo thì sẽ là một thỏi son bóng. Và thỏi son bóng ngày hôm nay mà mình lựa chọn đó chính là cây NARS này. Thật sự là cái màu này nó rất rất là nổi tiếng luôn. Đây là một cái tông nút cam hồng mà mình cảm thấy là đánh lên da mình nó rất là đẹp. Những cái tông son nút mà mình có thể đánh được thì thường là cái tông son nút mà nó có cái độ trầm vừa phải và nó không bị nút quá. Cái son này thì nó không phải là son tin Hàn Quốc mà nó sẽ là cái son gloss. Khi mà đánh lên môi thì nó sẽ cảm giác hơi dính một chút. Thế nhưng mình cảm thấy cái độ dính của em này ở mức chấp nhận được. Cái màu này thì mình cảm thấy là mọi người có thể make up nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc nó cũng hợp. Hoặc là mọi người đánh kiểu mắt smoky eye, kiểu nhấn vào mắt đậm một chút thì đánh cái màu này nó vẫn rất là đẹp. Bởi vì nó là son gloss thế nên là nó giữ độ bóng cực kỳ lâu, gần như nó sẽ giữ độ bóng cho tới khi mà nó trôi đi luôn ý. Nhưng mà điểm trừ của son gloss đó là nó trôi khá là nhanh. Thế nhưng mà thực sự với cái màu son cũng như là cái độ bóng này thì mình chưa tìm được một cái em nào thay thế được cái em NARS này cả. Thế nên nếu như bạn nào thích son bóng và thích những cái tông nút nút thì cực kỳ nên thử cái màu này, rất rất đẹp. Mình siêu thích em này luôn. Không biết từ nãy giờ thì có bạn nào thắc mắc cái màu son mình đang đánh trên môi không? Thì đây cũng là một trong cái màu son gần đây mình rất là thích. Và đấy chính là cái thỏi son này của 3CE. Mình cảm thấy như cái dòng son này không được thực sự nổi tiếng ở Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà mình được gửi cái dòng son này thì mình đã rất là mê. Cái chất son này nó rất là lạ. Nó không phải là son tin bóng. Thế nhưng mà cái kết cấu khi mà đánh lên trên môi nó khá là tương tự với son tin. Tức là nó lỏng và nó thấm vào môi của mình. Thế nhưng mà nó không bóng. Nó hoàn toàn không bóng. Nhưng mà cái cảm giác nó xét vào môi thì nó khá là giống son tin ý. Cái màu mình đang có ấy thì nó là một cái tông hồng cam MLBB. Và khi mà thỏi này nó thấm vào môi của mình ý thì nó sẽ tiệp vào cái sắc môi của mình. Thì cái sắc môi của mình nó hơi hồng một chút. Thế nên là cái màu này nó cũng sẽ hiện ra sắc hồng nhiều hơn. Như mọi người biết thì mình cũng là một đứa khá thích son đậm. Thế nhưng mà cho tới khi mình thử được những cái màu son MLBB nó hợp với da của mình như này ấy thì mình kiểu thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy. Cái màu son này nó khiến cho cái mặt của mình nhìn nó dịu dàng hơn và nó tươi tắn hơn cực kỳ nhiều. Và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp được với rất là nhiều bạn nữ có tông da ấm. Tại sao mình nghĩ con gái nên có thỏi son này? Bởi vì với những cái tông son nhẹ nhàng như này ấy thì khi mà chúng mình cần phải gặp đối tác này hoặc là chúng mình cần phải gặp gỡ những người lớn chẳng hạn thì mình nghĩ là một cái màu son nó nhẹ nhàng này ấy, thì nó sẽ dễ gây thiện cảm hơn. Đấy, trông nó không có bị xéo sắt quá. Và thêm nữa là cái màu son này nó cũng rất là phù hợp để dùng hàng ngày, nhẹ nhàng vừa đủ, tươi tắn vừa đủ. Về cái độ bám thì mình thấy em này bám cũng trung bình tầm khoảng 4 đến 6 tiếng đồng hồ, ăn thì nó sẽ trôi. Và cái cảm giác thích nhất của cái dòng son này đó là nó cực kỳ nhẹ môi. Đôi lúc mình đánh cái thỏi này mình quên mất là mình đang đánh son luôn ý, bởi vì nó cứ như không ấy mọi người ạ. Đây là một cái thỏi son MLBB mà mình đang rất rất là mê và mình nghĩ các bạn rất nên có. Tiếp theo thì sẽ là một cây cũng là MLBB, nhưng mà nếu như bạn nào mà thích cái tông MLBB mà nó có pha đất hơn ấy thì mình sẽ đề cử bạn BR36 này. Cái màu này mình đã nhắc tới quá nhiều lần trên Instagram của mình rồi nhưng mà hình như là chưa bao giờ mình cho nó vào video thì phải. Thật sự là cái màu này nó rất là đẹp luôn ý. Đây là một cái màu hồng đất và lên trên môi mình thì nó có hơi ánh cam một chút. Chất son thì lì này tán lên trên môi rất là dễ, thoải mái các thứ. Nói chung là mình thấy là về cái chất son velvetin ý, thực sự là mình vẫn rất rất thích BBR. Nói chung là nếu như mà thích MLBB mà chưa thử màu 36 này thì thật sự rất là thiếu sót nha.
Ok, chúng mình đã nói tới son đỏ, son MLBB, son bóng. Và bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục quay trở lại nói về son đỏ. Thì cái thỏi son đỏ tiếp theo mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là cây Merzy màu M13. Mình nhận ra là cái cây này nó cũng là favorite của rất là nhiều người. Dễ hiểu thôi, bởi vì đây là một trong những cái màu son đỏ mình cảm thấy nó rất lạ. Mình cảm thấy là nó hơi thiên về đỏ máu một chút, bởi vì nó khá là đậm. Nên là đánh cái màu này mà không cẩn thận thì đôi khi nó sẽ bị đậm quá. Thế nhưng mà phải công nhận là đây là một trong những màu đỏ làm mình rất bất ngờ. Bởi vì khi đánh lên ý, mình chưa bao giờ cảm thấy là da của mình và răng của mình nó trắng như thế luôn ý. Tuy nhiên cá nhân mình không phải là fan cuồng nhiệt của cái chất son melanin này lắm. Bởi vì cái chất son này khi mà thoa lên mình cảm thấy là nó hơi dày môi một chút này. Thêm nữa là cái son này nó khá là dễ xê dịch, khi mà chúng mình có chạm môi vào đâu đấy nó sẽ dễ để lại dấu môi rất là nhiều. Cái màu M13 này thì nó sẽ có cái stain hồng cực kỳ đậm luôn ấy. Thế nên nếu bạn nào không thích stain hồng thì nên lưu ý cái điểm này. Ok, thỏi son tiếp theo mình muốn giới thiệu cho mọi người cũng sẽ là một cái son đến từ NARS. Và cái màu mình đang cầm trên tay là màu Slow Ride. Thật sự là cái màu này thì nó đã hot từ trước tới giờ rồi, bây giờ mình mới thử. Thì cái màu này nó là một cái màu nút cam mà mình cảm thấy là, thật ra nếu mà để mà nói là dùng trên mặt mộc hay là dùng trên mặt ít make up thì mình nghĩ là nó cũng không ổn lắm. Mình nghĩ mọi người vẫn nên make up nhấn vào mắt và má một chút thì nó mới ok. Thế nhưng mà cái điều mình muốn nói đó là cái chất son của NARS này nó rất là đỉnh. Đây là một trong những cái chất son kem lìa mình thích nhất. Cái chất của em này khi mà thoa lên thì nó khá là lỏng, và khi mà nó khô xét lại vào trên môi thì cảm giác nó cũng rất là nhẹ môi, rất là thích. Cảm giác như mình đang không đánh son ấy. Nhưng mà độ bám của em này thì cũng khá là tốt. Mình cảm thấy là với cái dòng son này thì với cái màu mà nó đậm hơn ấy thì nó sẽ có độ bám tốt hơn. Thì với cái màu son nút này thì mình thấy là em mình sẽ bám trung bình tầm 6 đến 8 tiếng. Và một cái điểm cộng phải nói rất là lớn của em này đó chính là về phần bao bì. Mọi người nhìn đi, nó quá là đẹp luôn ý. Thật sự là mình rất rất thích cái thiết kế kiểu vuông vức và trông nó kiểu sang chảnh như này. Rất là đẹp, mỗi khi mà kiểu cầm trên tay cảm giác rất là thích. Cái thỏi son tiếp theo mình muốn giới thiệu cho mọi người trong ngày hôm nay đó chính là thỏi son của Merzy. Cái dòng này thì nó nhận được rất là nhiều cái phản ứng trái chiều về cái màu swatch ở trên mạng. Thật ra là mình cũng đã xem rất là nhiều swatch của các beauty blogger khác nên mình mới quyết định mua cái màu này. Cái màu mình đang cầm trên tay là màu V28. Nó là một cái tông đỏ nâu mà nó được làm khá là nhẹ nhàng. Mình cảm thấy là cái màu son này nó rất là thích hợp để dùng hàng ngày. Cái màu V28 này khi mà mình xem swatch thì mình thấy là mọi người đánh kiểu nó đỏ nâu cam khá là nhiều. Nhưng mà lên trên môi của mình thì nó cũng hơi thiên một chút hồng nữa. Lúc đầu khi mà mình thử cái chất son Velveteen này thì mình không thực sự thích. Bởi vì lúc mà mình đánh thì mình hay quen thói là mình đánh rất là nhiều lớp. Nhưng mình cảm thấy là với cái dòng son này thì nó sẽ phù hợp để đánh ít lớp hơn. Bởi vì khi mọi người trồng nhiều lớp ấy thì nó rất là dễ bị bết đọng kem. Thế nhưng mà khi mọi người tán mỏng lớp thì son nó sẽ tiệp vào môi hơn. Và cũng như là cái finish nó đẹp hơn và nó cũng lì hơn rất là nhiều nữa. Cái son này nó set lại trên môi khá là lâu. Mình thấy cũng phải tầm khoảng 4-5 phút thì nó mới hoàn toàn khô lại ở trên môi. Nói chung bạn nữ nào mà cần một cái thỏi son mà quẹt một phát là ra đường luôn được ấy thì mình rất đề cử bạn V28 này nha. Thỏi son cuối cùng trong video ngày hôm nay là một thỏi son bóng đến từ Roman. Mình không biết là cái thỏi son này hiện còn bán trên thị trường hay không, bởi vì cái bản mà mình mua thì nó là cái bản Roman kết hợp với Life Friends. Cũng không biết là họ có restock cái màu này cho những cái phiên bản bình thường hay không nữa. Nhưng thực sự là mình rất thích cái màu L02 của cái bộ sưu tập này. Đây là một cái tông đỏ nâu ấm và mình cảm thấy là nó có pha tin vàng nữa. Nếu như để nói về cái chất son tin máu mình thích nhất thì sẽ luôn luôn là cái dòng Juicy Lasting Tint này của Roman. Bởi vì em này lên màu tốt này, cũng như là độ bám cực kỳ tốt. Bảng màu của dòng son này thì nó rất rất là nhiều, rất rất là đa dạng. Và thêm nữa là độ bám cũng cực kỳ lâu. Với những cái tông son đỏ đậm như này thì mọi người phải tẩy trang rất là ghê thì nó mới ra được. Cái cây son này nó sẽ giữ độ bóng tầm khoảng 2 đến 3 tiếng. Và khi mà cái độ bóng trôi đi thì cái lớp tin màu để lại nó sẽ bám cực kỳ bền. Đấy, nói chung là mình thấy cái màu đỏ này không gì để chê cả, ngoại trừ em ý là phiên bản giới hạn và mình nghĩ là hãng sẽ không restock nữa. Nhưng mà thật sự là nếu bạn nào mà có thể tìm mua được cái màu này thì rất rất là nên thử luôn, rất đẹp. Ok, vừa rồi thì là 9 thỏi son mà mình cực kỳ tâm đắc và mình nghĩ là bạn gái nào cũng nên sở hữu. Nếu như mọi người cần thông tin gì về những cái thỏi son mình nói tới trong video ngày hôm nay thì đừng quên check cái phần link để bên dưới phần mô tả. Ok, giờ thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Giờ thì bye bye.